Ok, đây là video full chính thức Lab 3D House sau khi fix xong tình trạng của con Xiaomi Mi Home. Tình trạng là hút phải nước thải của động vật, đặc biệt là chó và nước vào ẩm mạch này các bạn nha. Lúc mà tiếp nhận là máy chỉ có xoay không chạy. Đây là khu vực test máy của Lab 3D House mới vừa làm, cho nên hơi xấu. Đối với robot hút bụi mà của Xiaomi, tôi công nhận là sửa con này xong để còn một con của hàng nội địa nữa thì Lab 3D House sẽ test cho bạn coi. Con này tính ra chạy cũng im và mượt, nó quét địa hình map rất là nhanh các bạn. Sau khi quét xong nó sẽ hoàn thành, nó quay trở về cái chỗ đầu tiên. Trời ơi, đây là cái con mà ngày hôm qua Lab đã nhận, còn con bên kia hàng nội địa, bên kia thì của một chị gái đang phân phối mấy hàng nội địa, cũng tìm kiếm chỗ sửa chữa và bảo hành. Đây bên đây cũng là một con hàng nội địa. Do đang sử dụng luôn cả điện thoại mà đăng nhập, chính vì vậy mà không có điều khiển được cho robot chạy nhanh hay chậm hay là hút mạnh hay không. Rồi, các bạn nào mà đang sử dụng robot của Mi á, thì nếu gặp tình trạng mà vô nước hoặc là hết pin rồi hả, có thể liên hệ tại Lab 3D House nhé. Địa chỉ là 284/4 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, đối diện nhà thi đấu Phú Thọ. Ok, không tìm thấy đế sạc, đã quay lại trở lại vị trí điểm ban đầu. Hiện tại đây là con Mi này nó quét xong hết địa hình rồi và nó mới vừa thông báo lên phone của hàng. Ok, tắt em đó, ngày mai test tiếp để mà giao khách thôi. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn nào hiện tại đang phân phối các dòng robot hút bụi của Ecovacs nè, E-Line nè, Roomba nè, và các hãng như là gì Ecoco Robo, Stringline và con kia nữa. Con kia hình như là hàng Trung Quốc mà rắc luôn, hơi bị yếu, mình quên tên nó rồi. Đang tìm một cái địa chỉ để sửa chữa thì có thể đem qua Lab 3D House các bạn nha. Địa chỉ là 284/4 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10. Số điện thoại của em là 090 900 2107 nha các bạn.